Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Từng bị bội bạc, danh ca Thanh Tuyền U8 không sung túc bên chồng thứ hai Thanh Tuyền được biết đến là nữ diva chính danh của dòng nhạc vàng khi sở hữu chất giọng nội lực và truyền cảm. Dẫu sự nghiệp nhiều dấu ấn nhưng cuộc đời bà lại lắm chuyên chuyên khi có quá khứ làm mẹ đơn thân. Thế nhưng ở tuổi 75, nữ ca sĩ tận hưởng niềm vui gia đình bên bạn đời yêu thương. Con cháu hiếu thảo trong dinh thự hoành tráng tại Mỹ, danh ca Thanh Tuyền trải lòng về giá trị của hai từ ca sĩ thời nay. Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ cũng nhắn nhủ bài học đắt giá về đạo đức với nghệ sĩ trẻ, danh ca Thanh Tuyền: "Tôi nghĩ mình không có bí quyết gì cả. Giọng hát là bản năng, đam mê từ nhỏ của tôi rồi. Nghề nào cũng vậy, phải có đam mê và nỗ lực thì đã có được tình thương của khán giả. Mình phải tôn trọng. Nhiều người tưởng mình nổi thì không quan tâm điều đó. Riêng tôi rất để ý điều này. Tôi cũng không có bí quyết gì hết. Là ca sĩ nên tôi tập thở mỗi ngày. Muốn có hơi tốt thì phải tập luyện. Nghề nào cũng vậy, đã yêu nghề thì phải tôn trọng nghề. Tôi suy nghĩ rất đơn giản. Những nghề khác như bác sĩ, kỹ sư tốn rất nhiều thời gian, học miệt mài đến 7 năm, 10 năm. Nhưng ở nghề này, tôi may mắn được ơn trên ban cho giọng hát. Ngoài ra, con đường tôi đi cũng gặp may mắn vì đúng lúc, đúng thời điểm và được khán giả chấp nhận. Nhiều khi tôi hay tâm sự với con dâu Ngọc Huyền rằng con có tài nhưng tài có duy trì được bao lâu thì cần nhiều yếu tố. Sau đó, con phải học cách trân trọng nghề và tình yêu khán giả. Họ là người cho con miếng cơm, cho con những vật chất, tài sản. Trên thực tế, nghề nào cũng phải học sự biết ơn. Tôi quan niệm cuộc đời có những điều lớn lao và cả nhỏ bé. Nhưng đôi khi đừng nghĩ đến cái lớn nhiều quá. Tôi bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt, góp thành những thứ lớn lao. Tôi không bao giờ coi thường những thứ nhỏ bé. Mọi thứ phải xuất phát từ cái tâm trong nghề và tôi phải sống thật với nó. Nghề này có hai mặt, đó là lúc vinh quang, làm lúc lại có sự khen, chê. Nhưng tôi không quan tâm điều đó. Tôi chỉ quan tâm và hiểu rõ mình là ai. Đôi khi có nhiều người yêu mến mình một cách cực đoan, chỉ một hành động nhỏ không vừa ý họ, từ cái yêu họ chuyển sang mắng chửi mình liền. Mỗi người có nhân sinh quan khác nhau. Tôi là nghệ sĩ, nhưng không có nghĩa tôi phải hạ mình để xin sự thương yêu của mọi người. Tôi chỉ dâng hiến trái tim và tiếng hát. Quý vị nào thương tôi xin cảm ơn. Không thương tôi cũng cảm ơn, nhưng mà đừng chửi. Ca sĩ rất hiếm, nhưng có điều ai cũng khác biệt, có chỗ đứng riêng. Còn bây giờ, theo phong trào hiện đại, ai cũng có thể làm ca sĩ được. Vì thế, từ ca sĩ nghe không có giá trị. So với thời của tôi ngày xưa, lúc đó ca sĩ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì thế, ngoài có tài người ta cũng rất chú trọng đạo đức, lễ độ. Nếu có tài mà vô đức thì không được chấp nhận, không phải mang tiếng ca sĩ thì ngang ngang. Vốn được biết đến là nữ nghệ sĩ kín tiếng, danh ca Thanh Tuyền hiếm khi công khai hình ảnh gia đình hay tài sản. Trang cá nhân của bà chỉ đơn giản phục vụ khán giả những khung hình hoạt động ca hát, chạy show tất bật. Có thể thấy, dù ở ngưỡng tuổi xế chiều, nhưng giọng ca nắng đẹp miền Nam vẫn là gương mặt khó thay thế trong thể loại âm nhạc xưa. Tài năng của danh ca Thanh Tuyền đã được chứng minh qua những năm niên thiếu 19 tuổi. Bà là nữ ca sĩ hàng đầu với mức cát xê cao ngất ngường 5 cây vàng trong một đêm diễn. Tưởng chừng cuộc sống màu hồng nhưng bà bị chồng đầu bội bạc, phải làm mẹ đơn thân vất vả nuôi con trên đất Mỹ. Cuối cùng, may mắn đã mỉm cười khi những tan vỡ năm xưa chính là khởi đầu cho tình yêu của nữ diva và chồng hiện tại. Trong những ngày khó khăn nhất, bên cạnh nữ ca sĩ luôn có hình bóng một người đàn ông làm chỗ dựa tinh thần cũng như giúp đỡ nhiều thứ. Đây cũng chính là người đã đưa mẹ con bà sang Mỹ, nữ ca sĩ chia sẻ với Vietnamnet: "Chồng cũ bỏ rơi ba mẹ con tôi ở Việt Nam sang Mỹ, may nhờ có anh ân cần hỏi han, giúp đỡ, như định mệnh. Ở nơi xứ người chúng tôi chia sẻ nhiều điều với nhau rồi gắn bó một cách tự nhiên và sống nương tựa từ đó cho đến nay. Tôi không nghĩ được điều gì khiến tôi và anh gắn bó lâu đến như vậy. Có lẽ là duyên phận sau nhiều biến cố. Ở tuổi 75, danh ca Thanh Tuyền nắm trong tay khối tài sản cực lớn qua vlog của người thân. Bà đang cùng gia đình sống trong dinh thự thoáng đãng tại Mỹ, cơ ngơi có giá trị triệu đô nằm trong khu dân cư sang chảnh, yên tĩnh của Houston. Mỹ mỗi thời đại có những thay đổi khác nhau,
tôi thì thấy mình đã quá đủ. Từ nhỏ đến giờ, tôi nổi tiếng và báo chí đi kiếm tôi, chứ tôi không kiếm báo chí. Ngay cả nhạc sĩ cũng vậy, tôi sống rất chân thật và đi lên bằng chính đôi chân của mình. Tôi không thích kiểu báo phải khen tôi rồi tôi nhét tiền cho họ. Tôi rất kỵ điều đó. Tại sao phải đưa con rắn rồi kêu người ta nói con giàu? Người đã có tài, có số mệnh sắp đặt theo ý trời thì không ai hạ mình được. Nhưng có tài mà không có đức thì chỉ được một giai. Đoạn, tôi đã đi qua đoạn đường rất dài và chứng kiến nhiều câu chuyện. Bây giờ, tôi đã về hưu nhưng còn phải lo đi hát kiếm tiền. Tôi nhìn quê hương của mình, thấy những mảnh đời bất hạnh mà thương. Tôi rất quan tâm đến người nghèo, chỉ mong đừng có ai sống khổ quá. Hạnh phúc không phải là giàu, nhà to cửa rộng, hạnh phúc là bình an. Nhưng tôi nghĩ khi đã có tên tuổi rồi thì mình ở chỗ nào cũng vậy thôi. Dù di chuyển khá cực, nhưng mỗi khi về nhà tôi thấy tâm mình tĩnh lại. Còn ở bang California thì tiệc tùng quá, tôi thấy không thích. Sau khi đi hát, tôi về nhà và trở về thế giới của mình. Trên sân khấu hay trong công việc, mọi thứ động nhiều quá. Tôi giờ đã già, các con đã thành tài hết rồi. Tôi sống mỗi ngày, không phải chọn tương lai, mà mỗi ngày tôi nghĩ chữ chết nằm trên trán mình. Không hẳn là bi quan, nhưng tôi hiểu được sinh lão bệnh tử là chuyện thường. Tôi sống tỉnh thức trong cuộc đời mình, cẩn thận trong từng suy nghĩ, sống chậm lại. Nhìn từ bên ngoài, căn nhà của nữ danh ca to lớn, bề thế với sân cỏ rộng rãi bao bọc xung quanh, bên trong lại ghi điểm với tông màu trắng trang nhã, nội thất gỗ ấm cúng. Qua những hình ảnh được chia sẻ, khán giả phần nào bất ngờ vì diện tích rộng rãi. Đây cũng là nơi tổ ấm của nữ ca sĩ sinh hoạt và gắn kết tình cảm. Từng trải qua những tháng ngày chuyên chuyên, danh ca Thanh Tuyền có được hạnh phúc trọn vẹn ở tuổi 75 bên chồng con tại Mỹ. Hơn thế nữa, bà còn có dinh thự ngoài, tráng ở nước ngoài sau nhiều năm cật lực đi hát, được đông đảo khán giả yêu mến với tài năng thực thụ. Bà đã tỏa sáng và từng ngày cống hiến cho nền âm nhạc. Nhờ vậy, ở tuổi xế chiều, danh ca Thanh Tuyền tận hưởng thú vui bên con cháu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.